Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai, toàn tỉnh sẽ có hơn 30.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 4 tháng 5, các thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thời gian đăng ký dự thi kéo dài đến trước 17 giờ ngày 13 tháng 5. Sau thời gian này, thí sinh không được thay đổi thông tin đăng ký dự thi. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ đăng ký dự thi bài thi gồm 3 bài bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ và một bài dự thi tự chọn là khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Hiện Sở Giáo dục Đào tạo đang tham mưu Ủy ban nhân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai năm 2023, đồng thời đã xây dựng phương án tổ chức, bố trí các điểm thi, địa điểm in sao đề thi, cũng như huy động cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra, phục vụ cho kỳ thi quan trọng này diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 6, 2023.